Dạ em chào chị Lai, thì rất là vui ngày hôm nay được gặp chị tại phòng khám Ohio. Thì em không biết rằng là cái tình trạng giãn mau mạch của chị nó đã bắt đầu từ khi nào rồi? Là chị bị lâu rồi, nay chắc cũng mười mấy năm, mười mấy, gần 20 năm có rồi. Dạ, đó là tình trạng này, nó có ảnh hưởng tới cuộc sống và cái sinh hoạt của mình hàng ngày không chị? Nói chung là nó cũng bị đau nhức, bị tê bì. Rồi đôi lúc thì nó bị chuột rút. Dạ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nó không có làm cho mình tự ti tí là mặc đồ đầm hay gì kia, nó sẽ xấu, đưa chân gân guốc ra nó xấu. Dạ. Nghĩa là chị thì rất thích cho những cái bộ môn hoạt động ngoài trời. Mình mặc váy cao nữa nè, rồi nên là chị cần cái vẻ đẹp của cái đôi chân của mình hơn. Thì đối với phòng khám Ohio sẽ điều trị cho chị bằng công nghệ là Mercury LX hay là cái công nghệ độc quyền để sử dụng chuyên cho điều trị giãn mau mạch và tĩnh mạch của mình. Thì ở đây với nguyên lý điều trị là khi laser tác động vào mạch máu sẽ làm cho thành mạch máu của mình đông co trở lại và giúp mạch của mình trở lại cái trạng thái bình thường, để từ đó giữ chức năng của sợi mạch chứ không loại bỏ đi chức năng của sợi mạch. Từ đó sau từng buổi điều trị, cái khách hàng sẽ cảm thấy là chân của mình sẽ những cái triệu chứng ví dụ như là tê chân, nhức mỏi sẽ được giảm dần về sau. Đây là một cái buổi đầu tiên của chị Mai để đến đây để chị trải nghiệm điều trị, thì chúng ta sẽ cùng đón xem cái kết quả của chị sau cái buổi lần đầu tiên nhé.